Chào anh em ạ, à. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bơm cho anh khách cũ ở ngoài Quảng Nam nha mọi người. Đây, cái bơm mới cui ra, cái bơm này không phải bơm 70 nha mọi người. Đây là bơm gì nữa. Không phải bơm 70. Bơm này của SG 75 75. Bơm này của SG 75 nha mọi người. Nè, cái ống nhớ trước nó màu này nè. Rồi mình cái máy đó mình bán rồi nha mọi người. Bảo dưỡng xong rồi khách vô xem rồi chốt rồi. Giờ mình sẽ làm cái bơm này. Để mình bơm này coi còn zin không nữa. Rồi. Được. Bơm này có dấu mỡ hay gì vậy? Có dấu mở hay gì rồi. Vô phải chơi dài chưa mở nha mọi người, bơm zin. Thì anh em vài bữa anh em có gửi mấy cái ô bơm này cho mình đó, thì nhớ tháo cái ống này ra để móp chơi này nha. Ống này là ống nạp nhất của cái bơm phụ lên đó. Bây giờ nó móp hết trơn nè. Bơm này bơm zin nha, thì để mình nhả ốc ra hết rồi mình tháo ra cho mọi người xem trong có gì. Nói chung bơm này mình cũng làm rồi, mấy nói chung đa số bơm mình có đụng hết rồi nha mọi người. Rồi để khi nào mình tháo xong thì mình quay cho mọi người xem. Rồi mình thì nới ốc ổng ra hết rồi, giờ mình sẽ tháo ra. Bông viên thấy không mọi người, mình là bị bông ít. Viên là ở đồ viên là ốc sạch sẽ vậy nè mọi người, không có bị dính nhớt. Cái chuyện làm rồi cái kỹ kỹ nó dễ có dính nhớt mọi người. Nhưng mà mình kia anh em á, xài đừng có xài mấy loại bơm này nó không có thông dụng á. Ở lỡ có trục trặc diễn cái là làm đổ mắt nha mọi người. Bơm này bây giờ trên thị trường nó còn rẻ hơn bơm 70 mình nữa. Nhau khá ok. Dài bông nhỏ này còn ok nha mọi người. Mình rửa vô lại bông nhỏ này ok, chắc độ trong còn khá ổn mình nghĩ vậy. Bơm này mình sợ nhất là hư mặt trà nha mọi người. Hư mặt trà là kiếm đồ mệt lắm. Với hư cụm thì mình còn cụm. Mặt trà là hết rồi đó. Bơm này là mình hết mặt trà rồi. Cụm thì mình còn cụm. Chết người nãy vô quên mất cái miếng này ta ơi.
khác mùi gì ta ơi. Đọc là mùi. Cái giai đoạn quan trọng nha mọi người, mình sẽ tắt bơm ra. Cái lớp B nó bị sọc nè mọi người. Hư một trà nữa mọi người ơi. Rồi vậy. Rồi vậy. Trời ơi. Hư một trà, mình sẽ đi thay một trà nha mọi người. Trà này hư rồi. Một trà. Người thấy đó, trước mấy lần sau quấy quay luôn rồi, gỡ ra mấy cụm đi coi còn. Cụm này còn ok, cụm tông không biết có dính không, dính là thôi vệ sinh luôn. Còn cũng ok luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm mặt trà nha mọi người. Trà mình gà lấy hết, nên chỉ hơn một trà thôi. Trà dưới thì mình gắng cố gắng mình phục hồi lại, mà trà trên mình phải mua thay rồi. Dạ anh em, thì hôm nay mình chuẩn bị gáp lại cái bơm này cho anh khách ở Sóc Trăng, khách quen mọi người làm nhiều lần ở chỗ mình rồi. Thì mình sẽ nói một số vấn đề. Thì đầu tiên anh khách ở đây là bơm của 55 của anh ở Quảng Nam thì nó hư mặt trà đây, nha mọi người, hư mặt trà đây nè. Mình đợi anh gửi cái mặt trà khác vô để mình gia công lại, rồi mình gáp vô cho anh nha. Nên cái đó bây giờ sao. Còn cái bơm này á, cái trường hợp của anh khách Sóc Trăng mình không biết anh gấp chuyện gì á mọi người, làm cái bơm này hư hai mặt trà nặng luôn, hư luôn cái mặt đó luôn. Cái mặt đó mình lấy ra một cái mặt 70 khác mình thay. Thì hư sao thì mình nói mọi người nè, anh gắn sao mà nó chịu lên đây nè mọi người, nó cấn ở trên này nè, nó không vô ngàm á. Đó. Nè nó cong luôn cái dĩ này luôn nè, cong luôn cái mặt này luôn nè. Nó cong rộng luôn, cầm cái mặt trà lên là cong luôn nha mọi người. À, mình có cái mặt trà này mình có gà thử cho mọi người xem nè, nó ăn có cạnh này. Chứ cạnh ngoài này không à. Đó, thành ra nó hư rồi nha mọi người. Đó, nó hư hai mặt luôn. Rồi vì sao nó hư luôn cái mặt đó? Thì anh gắn anh chổi lên con này nè mọi người. Nhặt cô này nè. Đó. Đặt gô trên này mình cố gắng mình lấy ra được rồi, nhưng mà mặt ô gô dưới lấy ra không được, mình coi mấy cái mặt này nó có phẳng không ngang mọi người, nhưng mà lấy ra không được đành bỏ luôn rồi mọi người. Đó,
mình thay cái mặt trà, ủa mặt khác nè, thì mình cũng chuẩn bị gáp lại. Thì mình chắc mình không có quay video thì mình nói tại vì ảnh quen rồi. Ảnh đây là một cái cụm lô nữa nha mọi người, đây nè đồ của ảnh cụm lô mà còn bị tiện nữa nè. Rồi cái này nó mài từ sáng giờ mà nó không hết nổi luôn nè mọi người. Để vô cái bơm này để vô chạy tạm được thôi chứ không bao giờ ngon được nha mọi người. Còn cái gờ đây nè nó bị lõm luôn mọi người, lõm hơi nhiều luôn á, mà mài hoài mài không hết biết làm sao bây giờ. Không lẽ ngày này qua ngày kia để mài cái cục lô này uổng tiền thà thay luôn à. Nên mình gáp vô cho ảnh để chạy xe cua nha. Ảnh nó hô làm cái bơm này độ cho ảnh nhưng mà chắc mình nghĩ để xe cua thôi. Cụm này cụm zin của ta nè, gà sơ sơ là nó phẳng lại rồi, còn cụm lô nó banh hết trơn, chạy sao mà nó lõm luôn nè. Còn cái bơm này á thì mình đợi nghe nghe mọi người, đây hàng vô mình mới làm cho anh tiếp. Bơm này bữa hôm mình tháo ra thì mà thôi thôi nha, thì mình cũng giữ lại cái vỏ này rồi bắt đầu mình gáp cái mặt đó vô. Rồi bây giờ mình sẽ rửa để mình gáp nha mọi người. Thì còn mấy cái cụm bơm của ảnh trong tổng cũng cụm bơm zin thì mình chưa làm được nha mọi người, chưa có thời gian đó. Tại ưu tiên cho anh khách Quảng Nam là ở xa trước, mà giờ đâu nó hư cái mặt trà mình không có thể nào mà có phụ tùng thay thế nó đó. Như cục bơm này thì mình có nè nhưng mà cái mặt trà mình lại hết. Anh ngoại anh đợi anh gửi vô mình mới làm tiếp, mình có nói với anh rồi. Rồi cái video này mình xin tạm dừng tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người gặp lại mọi người trong video sau.